Ngày đầu tiên, đọc giải trí xin kính chào quý ông bà ở tuổi cao niên và thân chào các bạn trẻ ở độ tuổi từ 18, 19, 20 trở lên, bao gồm cả nam và nữ. Ngày hôm nay là ngày đầu tuần thứ hai, độc giải trí xin kính chúc và thân chúc tất cả quý bạn ở khắp nơi một ngày đầu tuần vui mạnh và trong suốt tuần lễ công an việc làm được trôi chảy, suôn sẻ và sức khỏe được tốt đẹp. Như đã giới thiệu cách đây khoảng 5-7 ngày, đọc giải trí sẽ làm tiếp một cái video về Trung tướng Phan Trọng Trinh một vị tướng với thanh danh lừng lẫy vì sự liêm khiết, trong sạch, thương dân, thương nước và thương lính. Video này sẽ nói về việc qua đời và lễ tang của tướng Phan Trọng Trinh cũng như giới thiệu hai bài viết nói về cuộc đời của tướng phan trọng trinh mà phần lớn là tập chú vào những cái công trạng của tướng trinh đối với việt nam cộng hòa và những cái hành động liêm chính trong sạch giữ gìn thanh danh của quân lực việt nam cộng hòa hai bài viết này là do một người cháu gọi tướng phan trọng trinh bằng chú, tức là ba tác giả viết này là anh ruột của tướng Phan Trọng Trinh. Mặc dầu bài viết là của một cá nhân uh, trong gia đình của tướng Phan Trọng Trinh, nhưng mà được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tổng hợp từ nhiều bài viết, nhiều bài thơ, nhiều cảm nghĩ và những cá nhân đã từng uh, sống trong những cái binh chủng của Việt Nam Cộng hòa, bây giờ họ đang sống trên đất Mỹ như vậy thì bài viết được coi như là tổng hợp từ nhiều cái nguồn tin và từ nhiều cá nhân khác nhau có liên hệ đến quân lực việt nam cộng hòa qua những tin tức qua những cái nguồn tin tổng hợp từ hai bài viết mà đọc giải trí sẽ trình bày dưới đây để cho bạn đọc khắp nơi thấy rằng một người khi mà đã sống hết mình vì một lý tưởng cao đẹp thì luôn được người đời kính trọng và nhắc nhở. Nhắc nhở khi người đó còn sống và nhắc nhở lưu truyền khi người đó đã qua đời. Vì danh dự của một con người, đặc biệt là danh dự của một vị tướng lãnh Việt Nam Cộng hòa hết sức là quan trọng. Người ta có thể là hy sinh cả mạng sống để bảo vệ danh dự của cá nhân một vị tướng lãnh, bảo vệ danh dự của quân lực Việt Nam Cộng hòa đó là những người uh, sống có đức độ có sự tự trọng còn nếu mà một người sống chỉ vì đồng tiền uh, và không màng gì đến danh dự cá nhân dù uh, cá nhân đó là có chức phận trong một uh, xã hội thì tất nhiên rằng trong cuộc sống đó, khi còn sống người ta cũng đã chê bai và khi chết thì người ta không màng nhắc tới mà nếu có nhắc tới chỉ là sự nguyền rủa mà thôi. qua cái video này, đọc giải trí muốn nhắn nhủ đến với những các bạn trẻ ở trong nước là chúng ta à, hãy nhìn tấm gương của trung tướng Phan Trọng Chinh, à, coi đó như là một cái à, hình mẫu để chúng ta chiêm nghiệm đến cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, cố gắng sống để mà giữ sự liêm chính cố gắng sống để mà giữ cái sự danh dự, cố gắng sống để mà bảo vệ được cái đạo đức cá nhân và cái tính liêm chính trong con người của chúng ta. Đó là cái nhân phẩm hàng đầu của người Việt Nam chúng ta. Bây giờ thì Đọc Giải Trí sẽ diễn đọc lần lượt hai bài viết nói về việc qua đời của tướng Phan Trọng Trinh và những kỷ niệm. À, những hoạt động, những hành vi à, mà nhiều người luôn nhắc nhở tới tướng Phan Trọng Trinh, đó là sự liêm chính khi làm tướng trong quân lực Việt Nam Cộng hòa. Sau đây là phần diễn đọc. Ông nội tôi mất vào ngày 28 tháng Chạp. Có nghĩa là chỉ còn vài ngày nữa là Tết Nguyên Đán. Khi tôi còn ở Sài Gòn Thời gian đó thật là vui. Học sinh đã nghỉ học, nhà nhà lo gói bánh trưng, dọn dẹp nhà cửa cho khang trang, mua hoa quả, bánh mứt, bài hoa mai, đào, lan, cúc, lai ơn, vân vân để sẵn sàng đón mừng năm mới. Ngày dỗ ông nội, gia đình các chú đều tụ tập ở nhà tôi, vì bố tôi là con trưởng, nhưng đặc biệt chú chinh trong trí nhớ của tôi thì chỉ đến một lần không rõ là năm nào hôm đó chú đến thắp hương vái lại trước bàn thờ ông nội nói vài câu với bố mẹ rồi tất tả ra đi với trí óc non nớt của tôi lúc đó tôi thầm trách chú ngày dỗ ông nội rất quan trọng sao chú lại bỏ đi như vậy rồi Tết, chú cũng chẳng bao giờ đến lì xì chị em tôi. Đến Mỹ, tôi tiếp tục đi học, lớn lên với những lo toan của cuộc sống, không thắc mắc gì hơn. Nhưng thời gian gần 40 năm qua, đời người không ai mãi vô tư, không ai mãi thờ ơ với những người đã hy sinh cho mình. Tôi dần hiểu tại sao tôi đã có những tháng ngày hạnh phúc dù sống trong khoảng thời gian dài của chiến tranh. Trong lúc tôi vui vẻ hướng trọn những thiên liêng của ngày Tết Việt Nam, thì chú tôi và rất nhiều chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa phải đối diện với những hiểm nguy, phá hoại, khủng bố của Bắc quân. Hầu bảo vệ sinh mạng và tài sản của tất cả chúng ta. Chú tôi không có những ngày vui Tết với gia đình. Chú chấp hành nghiêm chỉnh nghĩa vụ đối với đất nước. Chú không màng danh lợi, xem thường vinh hoa phú quý, không ngại gian khổ nhọc nhằn. Rời Việt Nam, chú không mang theo được gì, chỉ có bộ quần áo trên người và hai viên đạn ghim sâu trong thân thể. Mở ngoặt đơn, điều này tôi mới được biết, đóng ngoặt đơn. Vì hai viên đạn oan nghiệt đó mà mỗi lần đi qua phi trường, máy dò kim loại đã ré lên báo động. Tôi cũng được biết sau này có một người đã tìm chú trao lại cây gậy chỉ huy có khắc tên chú. Và cũng như tướng Mick Collins đã đệ trình lên Quốc hội Mỹ xin cấp lại cho chú huy chương The Legion of Merit mà chú đã được cấp năm 1972. Mở ngoặc đơn, một đạo luật của Quốc hội Mỹ đã thông qua ngày 20 tháng 7 năm 1942 cho huy chương The Legion of Merit. Nó được tưởng thưởng cho những người có công trạng hay thành tích nổi bật trong quân đội từ những nước đồng minh của Mỹ đóng ngoặc đơn. Theo tôi được biết, The Officer Degree of the Legion of Merit của chú như một phần thưởng về hành chánh bởi những công trạng xuất sắc hay những đóng góp vào dịch vụ, chứ không phải là giải thưởng chiến đấu. Thật tiếc, khi tôi không có cơ hội để hỏi chú về thành quả của huy chương đó. Một huy chương có được là đã phải đổ bao xương máu và tâm huyết, mà nay, lần đầu tiên, tôi nhìn thấy một số huy chương của chú, nào là đệ nhị đẳng bảo quốc huân chương với câu tổ quốc tri ân bắt đầu bội tin, The Legends of Merit, vân vân. Chú đã hết lòng hy sinh vì ai? Cho ai? Tại sao? Nước mắt tôi đã lặng lẽ rơi. Để giữ vững được thanh danh trong sạch của chú, tôi phải thừa nhận một phần công lao của thím tôi. Đúng vậy, thím của tôi là một người vợ hiền, người mẹ đảm đang, luôn bảo vệ danh thôn tiếng tốt của chồng. Không một thế lực vật chất nào mua chuộc được thím thiêm đã lo cho các em được thành thân, thành nhân. Người đàn bà thật đáng trân trọng. Ngày chú ra đi vĩnh viễn, biết bao người đưa tiễn khóc thương. Những vòng hoa, đại diện các quân binh chủng, khóa năm võ bị quốc gia, hội biệt động quân hoa thịnh đốn và vùng phụ cận, hội cụ sinh viên sĩ quan trường võ bị quốc gia Việt Nam, vân vân Và các hội đoàn như Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa, vân vân. Thiếu tướng Nguyễn Duy Hinh, Đại tá Lâm Duy Tiên, Chủ tịch Cộng đồng người Việt vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận, vân vân. Và có những người như bác sĩ Nguyễn Sơ Đông, dù không làm việc trực tiếp với chú tôi, nhưng nghe tin chú mất, ông và vợ đã đến xin thiếm được quỳ lại trước linh cũ của chú, thật cảm động trước nghĩa cử quỳ xuống của ông bà chứ không phải đứng vái lại dù ông bà đã có tuổi rồi ông bà kể lại câu chuyện như sau Khoảng năm 1966, 1967, đường Sài Gòn Đức Hòa còn là đường đất bụi, hôm đó tôi trên xe cứu thương, trương cờ hồng thập tự mà chạy. Xe tôi đi sau một đoàn xe của quân đội tôi bóp kèn thì tất cả đều dạt vào trong. Nhưng đến xe đầu tiên thì tôi biết là xe của ông tướng vì có gắn ngôi sao. Xe tôi không dám vượt qua. Nhưng tôi thấy tướng chinh vỗ vai người tài xế và xe ông dạt vào trong cho xe tôi chạy. Đến tối, tôi xin gặp trung tướng và xin lỗi. Nhưng tướng chinh nói, ngôi sao của tôi không thể bằng sinh mạng của một thương binh câu nói đó đã chạm vào tim tôi nước mắt tự rơi không kìm được một câu nói thật ngắn gọn nhưng sao hay trong văn chương đẹp trong tình người đến như vậy sau đó ông hỏi tôi cô có biết tại sao trung tướng chinh là ông tướng duy nhất không dùng trực thăng khi đi hành quân hay không dạ lúc đó cháu còn nhỏ nên không biết điều đó ạ à tại vì ông muốn chia sẻ tất cả những nguy hiểm gian khổ cùng chiến sĩ, chứ không như các ông tướng khác cô ạ. À. Nước mắt tôi lại rơi cho điều vô cùng tốt đẹp ấy. Có người còn kể, tướng Chinh thường nói là lãnh đạo lúc nào cũng phải đi tiên phong. Thật vậy, chú luôn là người đi đầu, đầy tự tin và quả cảm trong mọi tình huống. Chẳng những thế mà tướng Mick Colin đã từng ghi một câu cùng với bức hình ông tặng cho chú. Tướng Phan Trọng Trinh luôn luôn đi trước chúng ta. Chú tôi, Trung tướng Phan Trọng Trinh ra đi ngày 17 tháng 11 năm 2014. Ngày 18 hôm sau đã có một bài thơ vinh danh danh tướng Việt Nam Cộng Hòa Trung tướng Phan Trọng Trinh của tác giả Duy Linh. Bài thơ tựa đề giọt lệ trầm kha dài hai mươi câu. Tôi chỉ xin trích những câu cuối. Biết làm sao khi vẫn nước suy vi? Biết làm sao khi hào khí chưa tàn? Đã trút gánh tan bồng trong uất hận. Anh hùng tử nhưng chí hùng chưa tận. Phan Trọng Chinh nguyên sói của muôn đời. Đàn em nghe hung tin chợt chơi vơi nghiên mình tiễn đàn anh mà nước mắt tuôn rơi nghe giọt lại trầm kha trang bóng đời luân lạc hay ông Hoàng Phương Nguyễn một người lính sư đoàn nhảy dù quân lực Việt Nam Cộng hòa đã viết một bài hát Vĩnh biệt ông Trung tướng Phan Trọng Chinh đúng vào ngày lễ tạ ơn 27 tháng 11 năm 2014 và đăng lên YouTube một ngày sau đó và còn rất nhiều website như Đà Lạt ngày về, bốn phương chữ nghĩa buồn vui, Việt Nam văn hiến, Việt Nam thư quán, dấu binh lửa, vân vân, viết về sự thương tiếc chú tôi. Tất cả những bài văn, thơ, nhạc viết về trung tướng Phan Trọng Trinh, ta không bàn đến ca từ, giai điệu hay lục thơ, lời văn, vân vân, mà chỉ thấy một điều rõ ràng ngay khi biết tin Trung tướng Phan Trọng Trinh đã ra đi, tất cả đã bàn hoàng mà viết lên với cả tấm lòng dành cho một người đã sống và hy sinh cho những yên vui, no ấm của người khác. Từ ngày qua Mỹ, chú sống âm thầm lặng lẽ cũng như lời Thiếu tướng Nguyễn Duy Hinh đã nói trong tang lễ. Ông như một người ở ẩn, không giao dịch, nhưng riêng lòng tôi vẫn quý mến. Bại binh chi tướng bắt khả ngôn dũng, vong quốc chi đại phu bắt khả ngôn trí. Dịch là tướng bại trận không thể nói mạnh, quan mất nước không thể nói hay. Trung tướng Phan Trọng Chinh đã sống rất khiêm tốn, tự trọng, liêm khiết và trong sạch cho đến giờ phút cuối đời. Tên ông nhiều người đã biết đến và ca ngợi, vinh danh dự tang lễ của chú, tôi được nghe kể rất nhiều câu chuyện về ông thật cảm động, Bi ai, can đảm, anh dũng, kiêu hùng, bắt khuất, vân vân. Từ đó, tôi chắc chắn một điều, tình yêu quê hương, dân tộc Việt rất thiêng liêng cao cả, cũng như tình huynh đệ chi binh đã trở thành những tình cảm rất đẹp trong cuộc đời của chú tôi, Trung tướng Phan Trọng Chinh. Khóc Thương và Vĩnh Biệt Chú Phan Tuyết Anh Ngày 5 tháng 12 năm 2014 Thân chào các bạn! Vừa rồi là bài diễn đọc của Đọc Dễ Trí về bài thứ nhất của một người là cháu gái của Trung tướng Phan Trọng Trinh nhưng tổng hợp từ nhiều nguồn tin, từ nhiều bài viết, từ nhiều bài thơ, từ nhiều cảm nghĩ của những người từng sống và hoạt động ở miền Nam Việt Nam trước 30 tháng 4 năm 1975 mà đa số là những chiến sĩ, những quân nhân, những sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Sau đây đọc giải trí sẽ tiếp tục đọc một bài viết thứ hai nói về cuộc đời đóng góp của tướng Phan Trọng Vinh cho miền Nam Việt Nam, cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa với một tinh thần thanh bần, liêm chính, thanh liêm, trong sạch thương dân, thương nước và thương lính. Sau đây là phần diễn đọc. Vinh danh Trung tướng Phan Trọng Chinh 1930-2014 Trung tướng Phan Trọng Chinh mất lúc 10 giờ ngày 17 tháng 11 năm 2014 tại thành phố Vienna, Virginia, Hoa Kỳ. Ông Phan Trọng Chinh sinh năm 1930 tại Bắc Ninh, miền Bắc Việt Nam trong một gia đình nặng lý tưởng quốc gia. Bố ông là thiếu tá Phan Trọng Vinh, mất năm 1952 tại Bắc Việt bởi đạn của Việt Minh. Ông Phan Trọng Trinh còn là con rể của đại quý Bùi Phó Chí Rose, vị tiểu đoàn trưởng thủy quân lục chiến đầu tiên của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Đại quý Bùi Phó Chí Roizer được tuyên dương công trạng 20 lần, ba huy chương Việt Nam Cộng hòa và 17 huy chương Pháp. Tất cả đều được lưu giữ cẩn thận bởi người con trai là Bùi Phó Minh. Mặc dù ông giải ngũ rất sớm từ năm 1958, nhưng đã để lại cho các sĩ quan trẻ thủy quân lục chiến thời bấy giờ rất nhiều kỷ niệm Ông đã qua đời năm 1987 tại Pháp. Trung tướng Phan Trọng Chinh từng được trao đệ nhị đẳng Bảo quốc huân chương. Bảo quốc huân chương được thành lập năm 1950 là huân chương cao quý nhất của Việt Nam Cộng hòa, dành tưởng thưởng cho các quân nhân trong tất cả binh chủng hay thường dân có chiến tích xuất sắc trong công cuộc gìn giữ bờ cõi hoặc có cống hiến lớn cho quốc gia và là vinh dự cao quý nhất của Việt Nam Cộng Hòa. Huân chương phải được đeo cao hơn trên tất cả các huân, huy chương khác và có năm hạng, cao nhất là đệ nhất đẳng và thấp nhất là đệ ngũ đẳng. Chỉ có thống tướng Lê Văn Tị khi gần mất mới được phong thống tướng và ân thưởng đệ nhất đẳng bảo quốc huân chương và Đại tướng Đỗ Cơ Trí được truy thân Đại tướng và truy tặng đệ nhất đẳng sau khi tử trận. Trung tướng Phan Trọng Trinh đã sống rất xứng đáng với danh xưng vị tướng Thanh Liêm, trong sạch của quân đội cùng với tư cách và đề sống được nhiều người yêu mến và nể phục. Thí dụ như trong bài Tướng Phan Trọng Trinh và tôi trong website Hải ngoại phím đàn tác giả Nguyễn Trọng Hoàng đã viết. Tôi kể câu chuyện nhỏ này như một tấm lòng của một thuộc cấp đối với vị chỉ huy đáng kính của tôi. Chúng ta chưa biết câu chuyện ra sao, chỉ nghe lời từ một thuộc cấp cũ nói về vị chỉ huy lãnh đạo của mình như vậy thì cũng đủ hiểu sự cư xử thân mật, đầy tình thân và tình người giữa một vị thiếu tướng tư lệnh sư đoàn về viên sĩ quan mới ra trường năm 1967 được tốt đẹp như thế nào? Theo sách hậu trường Chánh trị miền Nam năm 1999 của ông Đặng Văn Nhâm viết rằng: Cũng vì tính thẳng thắn cương trực và tinh thần tự ái dân tộc rất cao mà đôi khi tướng Trinh đã có những va chạm hiềm khích với các cố vấn Mỹ. Trung tướng luôn nhắc nhở lưu ý đặc biệt người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa cần phải tận lực khai thác khả năng sẵn có, tận dụng những phương tiện của mình trong công cuộc chiến đấu, giới hạn tối đa sự nương tựa nhờ vả không cần thiết vào quân đội đồng minh. Và cũng theo ông Đặng Văn Nhâm, thì lúc ấy gần như đêm nào phía Bắc quân ở địa phương cũng tấn công đánh đồn lẻ tẻ giặc minh và phục kích. Trong khi đó, quân số sư đoàn 25 không đủ để cung ứng cho một chiến trường quá rộng lớn. Bởi thế, Thiếu tướng Phan Trọng Trinh thường phải đích thân đi thị sát chiến trường và ban hành chỉ thị cho các sĩ quan thuộc cấp trong vùng. Nền an ninh của các tỉnh đó đã đóng một vai trò chính yếu bảo đảm nền an ninh của thủ đô Sài Gòn và chợ lớn. Trong suốt thời gian sôi động nhất ở miền Nam, các năm 1966, 1968. Nếu dân chúng thủ đô được yên ổn sinh sống và làm ăn buôn bán cũng nhờ phần nào công lao của anh em chiến sĩ sư đoàn 25 bộ binh. Dĩ nhiên trong đó có cả công lao của tướng Trinh cùng toàn bộ sĩ quan trong ban tham mưu của ông. Từ lúc nhỏ, tôi chưa một lần nào được nghe kể về những phút vinh quang hay những nhọc nhằn nguy hiểm trong cuộc đời binh nghiệp của tướng Phan Trọng Trinh. Cho đến gần đây, tôi mới biết được một chút ít chi tiết về ông qua báo chí, qua lời kể của vài cá nhân hay từ tài liệu trích thuật của những binh chủng trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Tuyệt nhiên, chưa bao giờ nghe ông tự kể về cuộc đời mình. Tôi đã sơ lược và tóm tắt lại những chi tiết trên. Dĩ nhiên, không thể nào trình bày đầy đủ được trong phạm vi một bài viết ngắn. Nhưng ít ra, nó nói lên được phần nào những gian khổ, hy sinh của ông, cũng như sự chiến đấu can trường của quân đội miền Nam. Họ đã chiến đấu anh dũng để bảo vệ miền Nam Việt Nam, chống lại sự xâm lăng lãnh thổ, cũng như sự bành trướng. Thời gian sau tháng 4 năm 1975, Trung tướng Phan Trọng Trinh cùng gia đình đã rời Việt Nam vào những giờ phút cuối cùng của ngày 30 tháng 4 năm 1975 và định cư ở tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ từ đó cho đến bây giờ. Tài sản mà ông mang theo được sau những năm phục vụ trong quân đội là bộ quần áo lính duy nhất trên người với sáu ngôi sao trên cổ áo cùng cõi lòng tan nát khi ra đi. Giờ đây, bộ quần áo trận đã cũ kỹ trở thành vật kỷ niệm vô giá đối với ông. Gần 40 năm qua, Trung tướng đã sống rất yên lặng, không tham gia bất kỳ hội đoàn nào, cũng như không nhận bất cứ buổi phỏng vấn nào hay lên tiếng phát biểu bất cứ điều gì. Phải chăng, ông quan niệm, nước mắt, nhà tan, tướng không chết theo thành thì không còn gì để lý giải hay biện minh ông đã sống như vậy với sự tự trọng đáng khâm phục nhưng đồng thời những điều không thể nói ấy đã vô tình trở thành sự dằn vặt sâu xa nhất trong tâm hồn trung tướng thế hệ này qua đi thế hệ sau tiếp nối và rồi không còn ai biết đến trung tướng phan trọng chinh là ai nhưng ông đã bắt tử thật vậy vì ông đã đi vào quân sử của quân lực việt nam cộng hòa bằng những bước chân hào hùng khí khái, cũng như tấm lòng thiết tha với quê hương, dân tộc Việt. Trung tướng Phan Trọng Trinh sẽ sống mãi trong những trang quân sử anh dũng đó. Thử hỏi trong chúng ta, đã mấy ai sống được như ông? Ngưỡng mộ và kính phục Trung tướng Phan Trọng Trinh, Phan Tuyết Anh. Thân chào các bạn, vừa rồi là phần diễn đọc hai bài viết của đọc giải trí nói về cuộc đời sự nghiệp của tướng Phan Trọng Chinh, à, hai bài viết cũng đã tổng hợp các bài viết khác cũng như những cái suy nghĩ cảm tưởng những bài thơ để kính tặng tướng Phan Trọng Chinh vào thời điểm mà ông vừa qua đời tại Mỹ vào năm 2014. Chúng ta thấy rằng đó là một danh dự cả đời của một con người đã phấn đấu vì hai chữ trong sạch liêm khiết à, sống liêm khiết à, sống liêm chính thương lính à, thương dân thương nước suốt đời tận tụy vì lý tưởng của một quân nhân Việt Nam Cộng Hòa khiến cho người ta hết sức là kính trọng à, Trung tướng Phan Trọng trinh. đời người thì ngắn ngủi và ai rồi cũng phải ra đi nhưng sống một cuộc đời như tướng phan trọng trinh là một cuộc đời đáng sống được người ta kính trọng được người ta nhắc nhở được người ta thương yêu được người ta kính nể chứ còn những người à, có chức phận cũng là tướng là sĩ quan hay là có những cái vai vế lớn trong xã hội việt nam nhưng sống một cuộc đời không gìn giữ sự thanh liêm không gìn giữ sự trong sạch không gìn giữ à, danh dự của cá nhân mình thì đó là một điều hết sức hối tiếc đã lỡ một cuộc đời tại vì sống một cuộc đời thì sống cho đáng sống sống để cho người ta kính trọng còn sống một cuộc đời để cho người ta chê bai người ta nguyền rủa người ta chửi bới người ta khinh khi thì đó là một cuộc đời hết sức là xấu hổ qua hai bài viết mà đọc giải trí vừa trình bày thì chúng ta tự hào là quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã có một vị tướng hết sức nổi tiếng vì tấm lòng thương dân, thương lính, thương nước và cả đời tận tụy với hai chữ danh dự, liêm chính, trong sạch. Phần diễn đọc và diễn bình đến đây là chấm dứt. Xin tổng chào các bạn và hẹn các bạn ở video kỳ sau.